Rồi, hello anh em ha. Hôm nay là chiều chủ nhật ngày 14 tháng 5. Chiều nay thì em lên cho anh em xem một cặp trống Peru giáp nha. Hơn 4 tháng. 1,4 kg, 1,5 kg một con này nha anh em. Cái này hai con trống luôn. Cặp này thì em để giá là 3 triệu nha. Giá trên bao ship cho anh em luôn. Hôm nay chiều nay thì em có lên một top máy Peru giáp đó, anh em có thể bắt con trống này nè, pha với lại 3-4 con gà mái bên cái bộ mà 10 con của em á. Tầm 30 phút nữa thì em sẽ lên cái bộ 10 con nó sau cái clip này luôn. Đó, dáng cơ bắp ha. Form body rất là đẹp luôn á. Mấy con này là mốt chặn là tầm 3,1, 3,2 không á. Nó đang ra đuôi hết đó nha anh em. Con trống mồng lá trong góc nó đang ra lông ống rất là nhiều sau đuôi luôn á. Dáng ok lắm nha. Cán sạch sẽ đó nha anh em. Cán sạch sẽ luôn. Cứ 1,5 triệu con. Anh em nào bắt một cặp thì em bao phí ship. Em thì em muốn bắn nguyên cặp luôn cho nó khỏe ha. Anh em muốn mang về nuôi đá luôn cũng được nữa. Mấy con này nuôi đá được luôn rồi nha. Không cần pha chế gì hết ha. Rồi, ai có mến thì alo em. Số điện thoại của em là 0379 486 114 ha. Cả hơn 4 tháng nha anh em. Giờ bao nhiêu? Giờ tháng tháng 5 ha. Tầm chắc Tết Tây mình chơi được á. Tầm tháng 1 bắt đầu nuôi đá được rồi đó. Cỡ này anh em nuôi gà cho nó cứng cứng, nó dài dài chút mình chơi nó chắc ăn ha. Đó, nguyên cặp luôn ha. Con mùng lá trong kia là nó đang đâm lông ống đó nha, chứ không phải là nó cụt đuôi đâu. Lông ống rất là nhiều luôn á. Do con đó là nó thay lông trước con này luôn á. Rồi, ai comment thì alo em ha. Chào anh em.